Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày mới thật vui khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị và các bạn nhớ cho like, chia sẻ và đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn và sau đây là nội dung của... Biết mà. Ca sĩ Hà Phương được chồng tỷ phú và hai con gái tạo bất ngờ trong dịp sinh nhật. Không chỉ được biết đến qua những bài dân ca ngọt ngào sâu lắng, ca sĩ Hà Phương còn rất được công chúng quan tâm khi là vợ của tỷ phú Chính Chu, người được cho là tỷ phú gốc Việt giàu nhất nước Mỹ. Trải qua hơn 20 năm chung sống, em gái Cẩm Ly vẫn thường xuyên tiết lộ rằng bản thân vô cùng may mắn khi có chồng và hai cô con gái, khiến cô luôn hạnh phúc và ngập tràn. Dịp sinh nhật lần này, cô cũng nhận được bất ngờ lớn từ ông xã và hai cô con gái. Ban đầu do thời gian khá gấp rút vì mới trở về Mỹ sau chuyến thăm Việt Nam vào đầu năm nay, nên Hà Phương dự định chỉ làm một bữa tiệc đơn giản đón sinh nhật cùng gia đình và sau đó đến tháng 8 vào dịp kỷ niệm ngày cưới, cô sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn để chiêu đãi bạn bè sau. Không ngờ rằng chồng và con của cô đã lên một kế hoạch hoàn hảo để gây bất ngờ cho cô khi bước sang tuổi mới. Ông xã cùng hai thiên thần nhỏ đã bí mật mời những nghệ sĩ thân thiết của Hà Phương từ California sang New York, Mỹ để chúc mừng sinh nhật cô. Trong đó có cả nhạc sĩ Đồng Sơn, ca sĩ Hà Vi, ca sĩ Mai Thiên Vân, ca sĩ Lương Tùng Quang, diễn viên hài Hoài Tâm và cả vợ chồng em gái Hà Phương là ca sĩ Minh Tuyết. Nhận được điều bất ngờ này trong ngày sinh nhật, Hà Phương vô cùng xúc động, chia sẻ với chúng tôi. Giọng ca Hoa Cau Vườn Trầu tiết lộ: "Chồng con luôn khiến tôi cảm thấy mình may mắn. Tôi không chỉ được chồng yêu thương mà hai con gái cũng biết quan tâm đến cha mẹ. Chúng rất dễ thương. Có những hôm hai vợ chồng thức dậy, các con đã chuẩn bị sẵn bữa sáng ngon lành và rồi tíu tít mời cha mẹ dùng. Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc." Nữ ca sĩ cho hay chuyện tình cảm của cô và chồng như duyên trời đã định. Bởi ban đầu, một người bạn có ý định mai mối ông xã cho cô với Minh Tuyết là em gái của Hà Phương. Nào ngờ, ông xã và cô lại quen nhau và lần gặp gỡ đó. Sau này, cả cô và chồng đều kể nhau nghe rằng, ngay cả ngày đầu gặp gỡ đã cảm thấy đây chính là một nửa của mình. Hai người mất khoảng 3 tháng để tìm hiểu và trước khi chính thức yêu nhau sau 2 năm thì tổ chức đám cưới. Hà Phương tiết lộ ông xã rất yêu chiều cô. Ngày lễ hay dịp kỷ niệm, anh đều tặng hoa hoặc đưa cả gia đình đi chơi đây đó. Đã bên nhau hơn 20 năm, mỗi người đều có lý tưởng và công việc riêng nên tất nhiên không thể bám lấy nhau như những ngày đầu. Dù vậy, nữ ca sĩ cho rằng miễn rằng hai vợ chồng biết nghĩ cho nhau, biết dành thời gian cho nhau và cho gia đình là được rồi. Dù nổi tiếng rồi và tài giỏi như vậy chứ ông xã tôi lại ngại lên hình. Rồi không hiểu sao hai con gái cũng vậy, chắc tụi nó mắc cỡ hay sao đó, nữ ca sĩ cười và nói.